is with you. We all know what we need. Freedom, democracy, it's all that we need. Freedom, democracy, it's all that we need. Freedom, democracy, for you and for me. Vâng, xin chào luật sư. Vâng, thì thưa luật sư, thì trong chương trình ngày hôm nay đó, luật sư, thì chúng ta cũng có thể chia sẻ với quý thính giả chúng ta lý do tại sao mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải bắt luật sư Trọng Vô Hải trong cái thời gian này, thưa luật sư. Vâng, trước khi trả lời, tôi xin đính chính lại là họ chưa bắt luật sư Trần Vũ Hải, mà họ mới chỉ là khởi tố vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải về tội trốn thuế thôi. Thì trước hết tôi xin nói nêu qua về cái nội dung của cái vụ án này. Thì bởi vì là vụ án này đang trong quá trình điều tra, cho nên kể cả ngay bản thân luật sư Trần Vũ Hải cũng như là những người luật sư bảo vệ cho ông ấy thì vẫn chưa có đầy đủ cái hồ sơ ở trong, và các cái thông tin về vụ án này ấy, thì nó được đăng giải rác trên một số tờ báo của nhà cầm quyền Cộng sản. Thì theo thông tin trên các tờ báo đó thì cái vụ án trốn thuế thì vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải ấy, nhận chuyển nhượng 290m² đất ở hẻm 18/40 đường Tuệ Tĩnh, thành phố Nha Trang từ ông Ngô Văn Lắm, và theo hợp đồng công chứng do văn phòng công chứng Hoàng Huệ, Phạm Tuấn thực hiện vào ngày tháng 8 năm 2016 thì lô đất chuyển nhượng có giá là 1,8 tỷ đồng và bên chuyển nhượng phải nộp số thuế thu nhập cá nhân là 42,8 triệu đồng, còn bên sang nhượng là vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải phải nộp phí trước bạ là gần 11 triệu đồng. Chi cục thuế Nha Trang xác định giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do Ủy ban tỉnh Khánh Hòa quy đổi đối với mảnh đất mà ông Trần Vũ Hải nhận chuyển nhượng là hơn 2,14 tỷ đồng. Do đó, phía cơ quan điều tra cho rằng là vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải đã ký vào những giấy tờ mua bán này để giúp cho người bán trốn thuế với số tiền là 276 triệu đồng. Thì căn cứ vào số tiền thất thu này thì cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can với tội danh trốn thuế đối với những người có liên quan, trong đó có vợ chồng ông luật sư Trần Vũ Hải. Và vào ngày 2 tháng 7 vừa qua thì cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khám xét trụ sở cũng như nơi làm việc và nơi ở của ông luật sư Trần Vũ Hải, và thu đi rất nhiều giấy tờ không chỉ liên quan đến vụ án trốn thuế mà còn thu giấy tờ liên quan đến rất nhiều các vụ án khác, đặc biệt là vụ án của ông Trương Nhất, một người được cho là bị bắt cóc từ Thái Lan đưa về Nam đang trong quá trình điều tra xét xử. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài. Thưa luật sư, có thể nào và cho quý khán giả chúng ta, khán giả chúng ta được biết đó, cái luật hình sự Việt Nam nó quy định thế nào về cái tội trốn thuế? Với cái quy định như vậy thì luật sư Trần Vũ Hải sẽ phải chịu những hậu quả về pháp lý như thế nào? Vâng, thưa anh Hoàng Hà và quý khán giả, thì với cái khoản tiền mà cơ quan điều tra đang điều tra là 276 triệu đồng á, thì nó tương ứng với khoản 1 điều 161 của Bộ luật hình sự Việt Nam 2009 đã được sửa đổi. Thì cái bộ luật này quy định như sau á, cái người nào trốn thuế với số tiền từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn thuế, hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 153, 154, 155, 156, 157 cho đến điều 164 của bộ luật này mà chưa được xóa tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền một lần từ 1 lần đến 5 lần số tiền trốn thuế, hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm. Thì có thể nói đây là một cái tội danh rất là nhẹ. Và trong cái quá trình mà cơ quan thuế truy thu tiến hành truy thu thì bản thân vợ chồng ông Trần Vũ Hải cùng với gia đình người bán bất động sản là ông Ngô Văn Lắm thì đã thương lượng với cơ quan thuế để xin nộp lại cái số tiền mà đã bị thất thu theo yêu cầu của cơ quan thuế tỉnh Khánh Hòa. Nhưng mà cơ quan công an điều tra tỉnh Khánh Hòa đã can thiệp cách rất là thô bạo, họ không cho ngăn cản cái sự thỏa thuận giữa người trốn thuế và cơ quan thuế, và họ đã can thiệp trực tiếp và họ đã tiến hành khởi tố vụ án. Thì đây là một cái, tôi không hiểu tại sao nó lại như vậy, bởi vì khi tôi sống ở Việt Nam cũng như trong quá trình hành nghề luật sư thì cái việc mà các cái bên tham gia vào giao dịch mua bán đất đai bất động sản thì có thể nói là 100% các trường hợp đều kê khai dưới cái mức giá thành để họ trốn thuế, không có trường hợp ngoại lệ, tôi khẳng định là như vậy, ở Việt Nam đều thế. Nhưng mà đây đã trở thành cái trường hợp gần như trường hợp đầu tiên ở Việt Nam mà một cơ quan công an đã tiến hành một cách can thiệp vào để khởi tố cái vụ án này.
Thì như vậy thì vợ chồng Trần Quang Hải sẽ chịu cái hậu quả gì? Thì theo nguyên tắc thì trong quá trình sửa đổi luật hình sự năm 2015 á, thì dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Cải cách Tư pháp Quốc gia thì họ đã nhấn mạnh rằng là gì, cần phải giảm bớt các cái hình phạt tù mà tăng cường cái hình phạt tiền. Tức là đối với các vụ án kinh tế thì thay vì xử lý những người này bằng hình phạt tù giam thì có thể cho phép họ nộp tiền thay để tại ngoại, tức là để không phải thi hành án tù. Thì nhưng mà cơ quan công an đã tiến hành cố tình như vậy thì mục đích ở đây không phải là họ nhằm vào để bắt giam giữ ông Trần Quốc Hải, mục đích ở đây là họ tước cái thẻ luật sư hành nghề của ông. Đấy. Thì theo quy định của luật luật sư Việt Nam thì mà một trong những trường hợp khi mà bị đoàn luật sư xóa tên ra khỏi danh sách thì Bộ Tư pháp sẽ tiến hành rút chứng chỉ hành nghề. Thì để làm sao để đoàn luật sư xóa tên khỏi danh sách thì do những hành vi vi phạm luật, tức là với cái việc mà cơ quan công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố án thì họ có quyền gửi công văn kiến nghị đoàn luật sư Hà Nội nơi ông Trần Vũ Hải đăng ký là thành viên xóa tên ra khỏi danh sách, hoặc ít nhất là tạm đình chỉ tư cách luật sư của ông. Đấy là cái điều mà chúng ta biết, bởi vì trong quá trình khi họ khám xét nhà riêng cũng như văn phòng luật sư của Trần Vũ Hải thì họ thu giữ rất nhiều các cái tài liệu liên quan đến các vụ án khác, vụ án ông Trương Minh Nhất, rồi vụ án Nhật Cường Mobile, là những vụ án rất nhạy cảm mà phía công an Việt Nam không muốn cho luật sư can dự vào, mặc dù ông luật sư Ngô Văn Tuấn là người bảo vệ cho Trần Quốc Hải đã ra sức ngăn cản những hành vi đó nhưng mà đã không thành công. Cơ quan công an với sự giúp đỡ từ một số nhân viên an ninh từ Bộ Công an đã cố tình thu giữ những tài liệu như vậy, và cho nên là tôi rằng cái hậu quả cuối cùng mà ông Trần Quốc Hải phải chịu thì đó chắc chắn là một cái bản án treo, và trước khi có bản án đó thì ông sẽ bị mất cái thẻ hành nghề luật sư của mình. Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và thưa luật sư có thể cho biết thêm đó, luật sư nhìn sự việc này như thế nào? Đây có phải là một vụ án mà âm mưu chính trị đối với luật sư Trần Quốc Hải không, thưa luật sư? Vâng, như tôi đã phân tích ở trên ấy, thì rõ ràng là cái hậu quả pháp lý nó không có quá nặng nề đối với ông luật sư Trần Quốc Hải, cho nên có thể nói rằng đây là một cái âm mưu chính trị từ phía Bộ Công an. Mặc dù là theo nguyên tắc bình thường á, như ta thấy ở Việt Nam, nếu như khi cơ quan thuế phát hiện ra một doanh nghiệp hay một cá nhân nào đó trốn thuế thì cái thủ tục đầu tiên là cơ quan thuế gửi công văn yêu cầu những người này lên làm việc với cơ quan thuế để hoàn trả lại số thuế mà họ đã trốn. Đấy là nguyên tắc bình thường. Thì khi mà gia đình ông luật sư Trần Quốc Hải cùng với người bán được cơ quan thuế triệu tập thì họ đã thương lượng để sẵn sàng nộp trả lại cái số tiền thuế đó rồi. Thế nhưng mà do ông Trần Quốc Hải là một luật sư nhân quyền, ông đã can dự vào rất nhiều các vụ án nhạy cảm, như ông bảo vệ trước đây thì ông bảo vệ cho những người dân oan ở tại Văn Giang, Hưng Yên, vụ án đó cũng đã làm cho cơ quan Bộ Công an rất đau đầu rồi. Rồi sau đó thì ông can thiệp vào cái vụ dân oan ở Dương Nội, rồi tiếp theo thì ông bảo vệ cho những người dân oan ở Đồng Tâm, tức là hiện nay cái quá trình bảo vệ cho dân oan ở Đồng Tâm thì vẫn đang diễn ra. Đồng thời thì ông lại tiếp tục can dự vào cái vụ vườn rau Lộc Hưng nữa. Thì chúng ta biết rằng đây là ba cái trung tâm dân oan gần như có thể nói lớn nhất Việt Nam, mà những người dân ở ba khu vực này họ đấu tranh chống đối chính quyền một cách rất là quyết liệt dưới sự ủng hộ của các cái luật sư nhân quyền. Đấy, thì đồng thời ông ấy tham dự vào vụ án của ông Trương Nhất, là vụ án mà cộng đồng quốc tế đều đang lên án Việt Nam, nghi ngờ trong Việt Nam là đã có hành vi bắt cóc ông Trương Nhất từ Thái Lan về Việt Nam để tiến hành điều tra. Thì từ khi ông Trần Quốc Hải nhận cái vụ án của ông Trương Nhất thì ông đã rất nhiều lần gửi công văn yêu cầu cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cho phép ông vào tiếp cận với thân chủ của mình. Thế nhưng mà cơ quan công an Việt Nam liên tục từ chối. Thì mặc dù cái tội danh mà ông Trương Nhất bị khởi tố thì nó không phải là tội danh liên quan an ninh quốc gia, và tội danh với cái tội này thì không có cản trở cái việc luật sư gặp thân chủ của mình trong quá trình điều tra. Thế nhưng mà trong mấy tháng vừa qua thì ông Trần Quốc Hải luôn luôn bị từ chối. Thế thì rồi tiếp theo vụ Nhật Cường Mobile thì cũng là vụ án rất là nổi cộng ở Hà Nội và đang được dư luận quan tâm. Thì ông Trần Quốc Hải cũng là đại diện cho những người đang bị khởi tố trong vụ Nhật Cường Mobile. Thì đây hầu hết các vụ án rất là nhạy cảm. Thì rõ ràng là Bộ Công an hoàn toàn không muốn ông Trần Quốc Hải dùng cái tư cách luật sư của mình để bảo vệ cho các cái ban cũng như là các cái người đang bị khởi tố trong các vụ án nhạy cảm đó. Thì cho nên họ đã tìm mọi cách để mọi cái sơ hở hay là mọi cái sai lầm của ông Trần Quốc Hải để tước thẻ người luật sư của ông. Thì tôi khẳng định đây là một cái vụ án chính trị
chứ không phải là một cái vụ án bình thường mà Bộ Công an Việt Nam là chủ mưu trong cái. Dạ vâng, cảm ơn là luật sư. Thưa, trong cái tình trạng mà xảy ra trong quá khứ đó, có nhiều luật sư điển hình như là luật sư Lê Trần Luật, luật sư Nguyễn Văn Đông là một trong những cái luật sư mà cũng đã giúp đỡ như là đã thụ lý một số những cái sự kiện tương đối nhạy cảm giống như là luật sư Trần Quốc Hải diễn ra vừa qua đó. Thì cái việc này đó thì theo luật sư nhận định đó, là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có thể tước cái quyền luật sư của luật sư Trần Quốc Hải như trong quá khứ mà đã từng tước cái quyền luật sư của luật sư Lê Trần Luật cũng như là luật sư Nguyễn Văn Đông không thưa luật sư? Vâng, thì trong quá khứ thì đúng như anh đã nói đấy, thì có một số luật sư đã bị tước thẻ hành nghề của mình mà không có liên quan đến các cái vụ án hình sự như là luật sư Đông, Huỳnh Văn Đông, luật sư Lê Trần Luật. Và nhưng mà luật sư Trần Quốc Hải thì có một cái điểm hơi khác ở chỗ là ông luật sư Trần Quốc Hải, cái công việc của ông đã trải dài suốt từ Bắc Kinh Nam, được đông đảo những người dân đã ủng hộ. Thì tôi là người trực tiếp chứng kiến vào tháng 11 năm 2015 khi mà ông Trần Quốc Hải lúc đó bị cơ quan an ninh vu khống cho rằng là ông phạm tội lừa đảo và đã bắt cóc ông từ nhà riêng đưa lên công an phường Xuân La để tiến hành điều tra. Thì những người dân oan ở Dương Nội cũng như những người dân oan ở Văn Giang, Hưng Yên được biết tin cùng với những người đấu tranh ở Hà Nội đã tập trung đến khoảng 400 người trước cái trụ sở công an Xuân La và biểu tình rất là quyết liệt. Thì cơ quan an ninh điều tra của công an đã hoảng sợ quá và họ phải họ dừng cái vụ việc đó lại và họ đã phải trả tự do ngay lập tức cho ông Trần Quốc Hải trong ngày hôm đó. Thì đây là một cái thành công rất là lớn trong cái việc mà cái giới luật sư, những người đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước cũng cùng với người dân oan đã đấu tranh thành công để bảo vệ ông Trần Quốc Hải trong cái vụ việc vào tháng 11 năm 2015. Thì đây là lần thứ hai ông Trần Quốc Hải lại bị cơ quan điều tra tỉnh Khánh Hòa đưa vào cái phòng lao lý, và lần này thì họ đã khởi tố cả hai vợ chồng của ông. Thì liệu rằng họ có thành công trong cái lần này hay không, thì tôi được biết rằng là giới luật sư ở trong nước thì ngày hôm nay họ đã có buổi họp mà tại nhà ông luật sư Trần Quốc Hải để họ thảo luận một cái kế hoạch chi tiết để bảo vệ ông Trần Quốc Hải. Thì tôi được biết rằng là giới luật sư Việt Nam không chỉ là từ Nam chí Bắc, họ rất là đồng lòng trong cái việc bảo vệ ông luật sư Quốc Hải, bởi vì bản thân những luật sư Việt Nam là những người họ cũng làm ra tiền, và gần đây thì cái mức độ quan tâm của giới luật sư Việt Nam trong các vấn đề bảo vệ dân oan cũng như là bảo vệ các quyền con người ngày càng tăng. Thì như tôi đã nói đấy, 100% các cái trường hợp giao dịch mua bán ở Việt Nam đều liên quan đến vấn đề khai thấp giá thành để trốn thuế. Thì các luật sư Việt Nam bình thường họ cũng dính được vụ này ở chỗ bình thường. Cho nên nếu như việc bảo vệ ông luật sư Trần Quốc Hải không thành công thì đến một ngày nào đó những luật sư khác cũng sẽ bị vướng vào vòng lao lý tương tự như ông luật sư Trần Quốc Hải. Cho nên là tôi tin tưởng là giới luật sư Việt Nam họ sẽ đoàn kết, không chỉ là một vài luật sư mà có thể hàng chục, hàng trăm, có thể đi cả hàng ngàn luật sư Việt Nam, họ sẽ đứng tên trong một cái tập thể để họ bênh vực cho ông Trần Quốc Hải. Đồng thời thì chúng tôi biết rằng là dân oan ở rất nhiều các khu vực từ Văn Giang, Hưng Yên, Dương Nội, Đồng Tâm cũng như là Lộc Hưng, họ cũng đang đoàn kết với nhau để sẵn sàng gửi kiến nghị thư cũng như tham gia cùng với giới luật sư cũng như những người đấu tranh cho bảo vệ quyền nước để sẵn sàng đứng về phía luật sư Trần Quốc Hải để bảo vệ cho ông, ngăn chặn cái việc mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tước cái thẻ nghề của ông. Và chúng tôi hy vọng là với cái sức mạnh của giới luật sư cũng như là quần chúng nhân dân thì hy vọng là sẽ bảo vệ được cái thẻ luật sư cho ông Trần Quốc Hải. Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều. Và thưa luật sư, một cái câu hỏi cuối mà chúng tôi muốn đặt ra đây với luật sư đó là trong cái tình trạng mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tìm cách để mà chèn ép hay là tìm cách lại gây khó khăn cho các luật sư hành nghề trong cái điều kiện mà tương đối những cái trường hợp khá nhạy cảm đó, thì xảy ra vừa qua với lại luật sư Trần Quốc Hải, thì theo như luật sư nói đó là nhiều luật sư khác cũng đang tìm cách để bảo vệ luật sư Trần Quốc Hải, nhưng mà theo như nhận xét riêng mà của luật sư hay là một số những cái trường hợp cá biệt nào đó, cái vấn đề mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gây khó khăn đến các giới luật sư đó thì có bị ảnh hưởng những cái tình trạng mà những cái người luật sư mà họ sợ làm những cái công việc đó là làm phụ trách cho những cái trường hợp mà nhạy cảm mà đối với những cái luật sư mà trong tương lai cái thực hiện những cái chương trình, những cái việc bào chữa mà tương đối nhạy cảm đó thì nó có bị ảnh hưởng nhiều hay không, hay là những cái luật sư khác có e sợ rằng chúng những thực hiện cái điều đó thì có bị mất đi những cái gì mà mình đang có hay không, thưa luật sư?
Vâng, để trả lời câu hỏi này thì chúng ta ngược lại dòng lịch sử một chút, thì có thể nói rằng tôi, luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Lê Quốc Quân đó, là một trong những luật sư đầu tiên ở Việt Nam thì dấn thân vào cái con đường đấu tranh cho nhân quyền cũng như là đấu tranh cho tự do dân chủ. Thì chúng tôi là những người đã từng bị bắt rồi đã bị tước thẻ nghề luật sư và bị cầm tù trong một thời gian khá dài. Từ tiếp theo là những luật sư sau này như luật sư Lê Công Đích thì cũng đã bị tước thẻ nghề luật sư và cũng bị tù giam đến gần 5 năm. Thế thì khi mà họ bắt chúng tôi vào năm 2007 á, thì giới công an Việt Nam tin tưởng rằng là với những người như tôi có mối quan hệ quốc tế rất là rộng rãi mà đã mà họ sẵn sàng còn bị tước thẻ nghề luật sư á, thì họ cho rằng là sẽ không có những luật sư khác còn dám đứng lên bênh vực cho những người dân oan cũng như là đấu tranh cho bảo vệ cho các quyền con người. Nhưng mà họ đã sai lầm. Sau khi tôi bắt thì những người như luật sư Lê Công Đệ vẫn tiếp tục con đường đó. Và kể cả ngay sau khi luật sư Lê Công Đệ bị tước thẻ luật sư thì tiếp theo là luật sư Huỳnh Văn Đông, luật sư Lê Xuân Luật, rất nhiều luật sư khác tiếp bước. Họ không có sợ sự đàn áp của thực quyền. Rồi cả hai luật sư này cũng bị mất thẻ nghề, thì họ nghĩ rằng là sẽ không còn luật sư nào nữa. Thì chúng ta tiếp theo là đến luật sư Võ An Đôn, rồi sau này rất nhiều luật sư như luật sư Trần Thu Nam, luật sư Hà Huy Sơn, rồi luật sư Nguyễn Văn Miếng, luật sư Đặng Đình Mạnh. Thì chúng ta thấy rằng bây giờ cái giới luật sư ngày càng đông hơn, chứ họ không hề sợ hãi. Mặc dù là đấy, trước đây họ còn bắt cầm tù tước thẻ luật sư rất là thô bạo, nhưng mà điều đó hoàn toàn không có làm cản trở giới luật sư trong nước ngày càng tỉnh thức, cũng như là cái họ thể hiện cái vai trò trách nhiệm của họ ngày càng cao hơn đối với việc bảo vệ các quyền con người cũng như là việc đấu tranh để đòi cái quyền tự do dân chủ cho người dân. Thì thấy là tôi rằng là kể cả cái vụ luật sư Trần Quốc Hải này có xảy ra trường hợp tệ nhất đi chăng nữa, ông cũng bị tước thẻ nghề luật sư đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có thể cản trở được giới luật sư Việt Nam tiếp tục dấn thân để bảo vệ cho các quyền con người Việt Nam. Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và thưa quý khán thính giả của TNT Media, chúng tôi sẽ trở lại với chương trình này cùng với luật sư Vũ Văn Đài và một số những cái khách mời khác trong chương trình của chúng tôi thực hiện hàng tuần vào mỗi chiều tối thứ bảy, nếu mà trường hợp mà những cái sự liên lạc đó không có bị trở ngại, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện chương trình này đều đặn hàng tuần. Và cảm ơn luật sư Vũ Văn Đài đã đáp lời mời chúng tôi đến thăm những chương trình lần đầu tiên với sau thời gian khá dài mà chúng tôi vắng bóng trên cái chương trình Diễn đàn Tự Do. Thì hôm nay chúng tôi trở lại với chương trình đây. Rất cảm ơn luật sư. Vâng, xin chào anh Hòa, cũng như xin chào tất cả các khán giả của đài TNT Media. Dạ vâng, xin kính chào quý khán thính giả của đài TNT Media, và xin kính chào luật sư.